Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin giới thiệu với quý cô chú anh chị em một cái nền này, nền đất cây lâu năm. Có cây dừa đồ luôn ha. Này mình lên thổ cư liền được nghe quý cô chú anh chị em. Thì diện tích là ngang 6m30 nha. 6m30. Dài thì 40m nha quý cô chú anh chị em. Là 200 mấy mét. Này cây lâu năm thì hiện thời nó là đất mình đang vị trí ở gần gạch chuối Long Tiền nha, của thành phố Cần Thơ. Gạch chuối Long Tiền, phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thì diện tích bề ngang là từ miết bên đây qua tới miết bên đây là 6m30, dài 40m. Đã bó nền sẵn cho ha, có dừa nè, cây trái dừa ha, có đò 2, 4, 6, 8, 10, 12 gốc dừa, có một cây người ta mở đốn. Thì này quay về hướng bắc nha, vị trí nền mình quay về hướng bắc. Lộ mình là lộ ô tô 4m, lộ 4m, ô tô vô thoải mái luôn, về tới nhà luôn. Thì đây bán kính 1 km là đầy đủ tiện ích. Chợ Miếu Ông, phường Long Tiền, ngay phường Long Tiền luôn, là 1 km. Thì có cái trường học cấp 1 nó cũng kế bên nè. Này, nằm dãy này là trường cấp 1, là mình vuông dứt nha, đã bó lên. Cái này vì xin lên thổ cư được liền thì giá bán hiện thời thì nó bán cái này là 1,5 tỷ. 200 mấy chục mét vuông, 220 mét vuông, bán 1,5 tỷ, giáp dưa lộ ha, ô tô 4m. Bây giờ các nhà quay về hướng bắc này. Đây thì chạy lên là chợ Ông Giang. Đây là chợ Ông Giang thì cũng tầm 700-800 mét là tới à. Tới chợ Ông Giang ra Mỹ Khánh rồi luôn được đó. Còn hướng này về Long Tiền ra Bình Thủy, ra Hoàng Thơ rồi luôn, ra bệnh viện Nhi Đồng. Đây ra bệnh viện Nhi Đồng thì tầm khoảng 4 km là tới. 4 km là tới bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện tim mạch nữa. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video, xin cảm ơn rất nhiều ha. Xin kết thúc video. Số điện thoại là 0396400040 nha. Gì liên hệ em sẽ dẫn cho quý cô chú anh chị xem ha. Xin cảm ơn rất nhiều.